Kính thưa cộng đoàn, theo thông lệ mỗi năm vào dịp Ngày Thế giới cầu cho hòa bình, tức là ngày mùng 1 tháng Giêng dương lịch, Đức Giáo Hoàng thường gửi một sứ điệp cho toàn thể giáo hội và cũng là một sứ điệp cho toàn thể thế giới, một sứ điệp để góp phần xây dựng hòa bình thế giới. Năm nay, Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp với tựa đề Không còn là những người nô lệ, nhưng là những người anh em. Đề tài của sứ điệp được gợi hứng từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Philemon. Bởi vì ông Philemon là một người có địa vị trong xã hội, có những người nô lệ để hầu hạ giúp việc. Và có một chàng tên là Onesimo, sau khi đã phạm những lỗi lầm, thì anh ấy đã đến với Thánh Phaolô. Sau một thời gian thụ giáo với Thánh Phaolô, thì Ngài xin ông Philemon hãy nhận lại anh Onesimo này. Và Ngài nói, ông hãy nhận nó không phải như một người nô lệ, mà là một người anh em. Khi gửi sứ điệp này đến cho toàn thể nhân loại nhân Ngày Thế giới cầu cho hòa bình, Đức Thánh Cha muốn nhắc tới những hình thức nô lệ mới trong xã hội hôm nay khắp nơi trên toàn thế giới. Mặc dù là chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ hơn 200 năm, nhưng mà những hình thức nô lệ mới vẫn còn tồn tại. Chúng ta biết ngày xưa chế độ nô lệ, tức là con người không còn phải là con người nữa, mà con người bị biến thành một thứ hàng hóa có thể mua đi bán lại. Những người nô lệ không có quyền công dân, không có tài sản, không có quyền quyết định bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc sống của mình. Hoàn toàn họ phải bị lệ thuộc vào ông chủ. Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ cách đây hơn 200 năm, nhưng mà Đức Thánh Cha nói khắp thế giới chúng ta vẫn còn thấy tồn tại những hình thức nô lệ mới. Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến những trẻ em bị bóc lột sức lao động ở các nước nghèo, nhất là ở châu Phi và châu Á. Có rất nhiều trẻ em còn dưới tuổi vị thành niên đã phải lao động cực khổ để kiếm sống. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc tới những người di dân, vì họ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ phải chịu nhiều nguy hiểm để đến một nước phát triển. Nhưng mà ở đất nước phát triển này họ lại bị bắt nạt, họ lại bị đè bẹp, họ bị bắt lao động khổ sở với đồng lương rẻ mạt, bởi vì họ là những người sống không có giấy tờ. Đức Thánh Cha cũng nói tới nạn buôn bán trẻ em, buôn bán phụ nữ ngày nay càng ngày càng nhiều trên thế giới. Có rất nhiều người đánh mất nhân phẩm của mình và vi phạm nhân quyền khi coi người khác chỉ là một thứ hàng hóa. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới hình trạng nô lệ mới là những người nghèo khổ, phải làm việc với đồng lương rất là rẻ mạt để kiếm sống mà không có sự quan tâm của xã hội, không có sự quan tâm của những người có trách nhiệm và không có sự quan tâm của những người xung quanh. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc tới một tình trạng nô lệ vẫn tồn tại trong con người chúng ta, đó là nô lệ tội lỗi. Khi con người phạm tội là con người nô lệ tội lỗi. Một người làm ăn gian dối, một người sống hận thù với người khác, một người chối bỏ Thiên Chúa, một người lo làm giàu bằng mọi giá, mọi điều kiện, lúc bấy giờ họ là nô lệ. Họ bị nô lệ, bị cầm tù bởi chính cái quan điểm của mình, chính lối sống của mình, chính tham vọng của mình, và họ bị cầm tù bởi chính sự thù hận của mình. Vì thế, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho toàn thế giới để mời gọi mọi người hãy nhận ra những hình thức nô lệ mới trong xã hội. Và không phải chỉ là nhận ra mà thôi, nhưng chúng ta đừng dửng dưng với những người xung quanh. Xã hội ngày nay càng ngày càng phát triển về khoa học kỹ thuật, càng phát triển về kinh tế và phát triển về văn hóa trong mọi lĩnh vực.
Nhưng mà đời sống nhân văn, đời sống nhân bản và tình liên đới của những cá vị trong xã hội thì lại đi xuống dốc, tụt xuống dốc như là một cái xe xuống dốc không phanh. Vì thế mà xã hội ngày càng đầy rẫy những vụ việc đau lòng xảy đến, mà con người càng ngày càng dửng dưng với nhau, càng vô trách nhiệm đối với nhau. Như thế Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta, một trong những điều kiện căn bản cần thiết để xây dựng hòa bình thế giới, đó là con người phải sống tình liên đới với nhau và cùng nhau xóa bỏ các hình thức nô lệ mới trong xã hội của ngày hôm nay. Và đương nhiên với một tư cách một vị chủ chăn của giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta là những người tín hữu, những người tin vào Chúa, hãy thoát ra khỏi những kìm kẹp của tội lỗi. Hãy thoát ra khỏi những ràng buộc của một lối sống trong bóng tối và hãy sống tình liên đới với nhau để cùng nhau xây dựng hòa bình. Đặc biệt, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà cầm quyền lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, những người tham gia công tác ở các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nhân đạo cùng hợp lực với nhau để xây dựng hòa bình, khởi đi từ hòa bình trong tâm hồn con người. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha, và mỗi người chúng ta có thể làm được một điều gì đó nho nhỏ, bởi trong cuộc sống xung quanh của chúng ta còn rất nhiều người bất hạnh, rất nhiều người nghèo, và ngay trong gia đình của chúng ta vẫn có những người sống nằm nô lệ cho tội lỗi, hay là nô lệ cho lối sống cá nhân ích kỷ, nô lệ cho cái quan điểm của mình, mà nhiều khi quan điểm ấy lệch lạc, không phù hợp với nhân văn, đạo lý và đời sống đức tin. Vì thế trong ngày lễ hôm nay, cả thế giới cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta dâng lên Chúa, xin Chúa ban hòa bình cho nhân loại. Đức Maria là nữ vương bình an, chúng ta đến với Đức Mẹ để kêu cầu, xin Đức Mẹ ban bình an cho thế giới. Đức Mẹ được vinh dự Chúa ban cho tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, bởi vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe giới thiệu với chúng ta hình ảnh một gia đình ở hang đá, đó là có người cha, người mẹ và có người con mới sinh. Đức Maria đã đóng vai trò quan trọng trong công trình nhập thể và công trình cứu chuộc, và ngày hôm nay Đức Mẹ vẫn tiếp tục đóng vai trò ấy để bênh vực, cầu bầu, gìn giữ, che chở và chúc lành cho chúng ta là những người tin vào Đức Giêsu, con của Đức Mẹ. Chúng ta xin Đức Mẹ với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ là Mẹ Giáo hội, Đức Mẹ là Nữ Vương Bình An, xuống muôn ơn trên mỗi cá nhân, mỗi gia đình chúng ta trong năm 2015 vừa khởi đầu. Và chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho anh chị em là thành viên của Hội Kim Nhạc Giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Hội Kim Nhạc, tôi nhắc lại rất nhiều lần, không phải chỉ là làm dịch vụ, nhưng mà là một hội đoàn đạo đức trong giáo xứ. Vì thế mà cùng với việc phục vụ thánh lễ, anh chị em cần phải có tâm tình. Tôi nhiều khi dâng lễ ở đây tôi cứ không vui, vì anh em, anh chị em biết là lúc nào thì thổi kèn, lúc nào không thổi kèn. Cho nên lúc nào không thổi kèn thì ra ngoài kia ngồi uống nước trà. Ngồi trên này nhìn rõ lắm, rõ cả cái người ngồi uống nước trà kia. Vì thế mà nếu mà chúng ta làm như thế thì chúng ta biến hội đoàn của chúng ta thành một dịch vụ. Dịch vụ tức là lúc nào cần hát thì tôi vào, lúc nào cần kèn thì tôi vào, lúc nào cần đọc kinh thì tôi vào, còn đâu tôi ra ngoài tôi giải lao. Và chúng ta không có tâm tình cầu nguyện. Vì thế cho nên nhân ngày lễ Quan Thầy hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho anh chị em của Hội Kim Nhạc. Và mỗi anh chị em cũng tự nhủ với mình rằng chúng ta không phải chỉ là dịch vụ đâu, mà chúng ta còn là một hội đoàn đạo đức. Để nhờ việc chúng ta phục vụ trong thánh lễ, Chúa ban cho chúng ta muôn ơn. Nhờ việc chúng ta phục vụ trong thánh lễ, chúng ta đón nhận được lời của Chúa, chúng ta sống lời Chúa và đem lời Chúa vào cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một ngày đầu năm mới bao giờ chúng ta cũng trân trọng cầu chúc cho nhau những điều tốt lành. Là người Công giáo, những lời cầu chúc ấy không phải là những công thức suông. Những lời cầu chúc tốt lành mà chúng ta trao cho nhau những ngày đầu năm này
chúng ta còn có Chúa là nguồn mạch ân sủng. Lời cầu chúc ấy cậy dựa trên đức tin, lời cầu chúc ấy cậy dựa trên chính Chúa là đấng thông ban cho chúng ta muôn vàn ân sủng và sự bình an. Lời Đức Thánh Cha nhắn gửi chúng ta trong sứ điệp của Ngày Hòa Bình Thế Giới không còn là nô lệ nữa, nhưng là những người anh em. Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Galat mà chúng ta vừa nghe thì lại nhấn mạnh tới cái mối tương quan của chúng ta. Nhờ tin vào Đức Giêsu, chúng ta không còn là những nô lệ nữa, nhưng là con cái của Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu mà chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Và đương nhiên khi chúng ta nói mọi người là anh em huynh đệ với nhau là chúng ta dựa trên cái nền tảng vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, cho nên chúng ta là những người anh em trong cùng một gia đình. Xin Chúa cho chúng ta sống tình huynh đệ ấy với nhau, để nhờ sống tình huynh đệ mà chúng ta làm thành gia đình nhân loại luôn luôn hạnh phúc, bình an và mọi người cùng chung tay xây dựng hòa bình. Amen. Kính thưa cộng đoàn, đức tin Công giáo dạy chúng ta con người sống và hiện hữu trên trần gian là nhờ ơn phù trợ của Chúa. Chúng ta xác tín rằng tất cả mọi ơn lành Chúa ban, tất cả những ơn lành mà chúng ta đón nhận hàng ngày đều là ân ban của Chúa, đều là quà tặng của người. Trong tất cả những quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, có một món quà tặng vô cùng quý giá, đó là món quà thời gian. Món quà thời gian cũng quan trọng như sự sống. Bởi lẽ nếu chúng ta sống ở trên thế gian này 70 năm, 80 năm, thì đó cũng là 70 năm, 80 năm là thời gian mà Chúa ban tặng cho chúng ta, để cùng với thời gian ấy chúng ta sống làm con Chúa, sống làm con người, và chúng ta biết dùng thời gian để sinh lợi cho bản thân mình cũng như sinh lợi cho những người có liên quan. Có những người biết trân trọng đón nhận món quà thời gian, nhưng lại có những người không trân trọng, hoặc là vô ý thức, hoặc là không để cho thời gian sinh lợi trong cuộc đời mình. Có những nói đến thời gian là nói đến hiện tại. Nói đến thời gian là nói đến hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta đang nói với nhau là hiện tại, nhưng mà nói xong một cái thì hiện tại đã trở thành quá khứ rồi. Vì thế thời gian là món quà Chúa ban, và khi món quà ấy đã thành quá khứ thì không bao giờ trở lại nữa. Như chúng ta nhìn thấy chiếc đồng hồ luôn luôn xoay vòng theo một chiều, không bao giờ chiếc đồng hồ xoay ngược lại. Vì thế mà thời gian là món quà quý giá, nếu chúng ta không biết tận dụng nó thì nó sẽ trở thành quá khứ và nó sẽ trở thành vô nghĩa đối với chúng ta. Cái quỹ thời gian một ngày Chúa ban cho chúng ta là 24 tiếng đồng hồ, tức là 1440 phút. Mỗi ngày chúng ta có một tài khoản thời gian hay là một quỹ thời gian 1440 phút. Khi đêm về, khi chiều xuống, nếu chúng ta không biết sử dụng quỹ thời gian ấy thì quỹ ấy sẽ lại hết đi, và ngày mai lại có thêm một quỹ thời gian mới. Mà chúng ta có biết sử dụng nó một cách ích lợi hay không là tùy ở tự do lựa chọn của mỗi người. Thời gian quý như thế nào, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Một tác giả đã viết: nếu biết thời gian một năm quý như thế nào, hãy hỏi em bé thi đại học mà vừa thi trượt. Thi đại học mà thi trượt thì mới thấy một năm nỗ lực cố gắng bỏ ra ôn thi, mới thấy tiếc nuối cái công lao, mới thấy vất vả như thế nào mà không sinh lợi. Muốn hỏi một tháng quý trọng như thế nào, giá trị như thế nào, hãy hỏi người mẹ vừa sinh con thiếu tháng. Vì thiếu tháng cho nên đứa bé phải ấp trong lồng kính, luôn luôn phải tranh đấu giữa sự sống và sự chết, và là một sự lo lắng của bác sĩ, lo lắng của người mẹ và lo lắng của thân nhân gia đình. Muốn biết giá trị của một tuần, hãy hỏi ông tổng biên tập của một tuần báo
biết những nỗ lực cố gắng bỏ ra để cuối tuần có được một tờ báo thông tin về thời sự, về tin tức trong mọi lĩnh vực. Muốn biết giá trị của một tiếng đồng hồ như thế nào, hãy hỏi đôi tình nhân đang chờ đợi để gặp gỡ nhau, thì một tiếng đồng hồ ấy nó dài như thế nào? Nếu muốn biết giá trị của một phút, thì hãy hỏi một người vừa lỡ chuyến tàu. Lỡ chuyến tàu cho nên phải dừng lại, biết bao nhiêu kế hoạch bị tan vỡ bởi vì mình lỡ chuyến tàu. Và nếu hỏi giá trị của muốn biết giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi tai nạn trong gang tấc khi mà một chiếc cần cầu sập xuống, mà rất may chỉ một giây người ấy vừa bước ra khỏi chỗ đó. Nếu muốn biết giá trị của một phần 10 giây như thế nào, hãy hỏi một vận động viên chạy đua chỉ một phần 10 giây mà nhờ đó anh ta chiếm được ngành quyệt quế của người chiến thắng. Đó là những hình ảnh nói với chúng ta rằng thời gian vô cùng quý giá. Thời gian vô cùng quý giá. Thời gian là quà tặng Chúa ban cho chúng ta. Thời gian là một cái thời điểm mà để chúng ta có thể tận dụng để làm được biết bao nhiêu việc lành. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Chúng ta hãy cùng suy tư về món quà thời gian mà Chúa ban cho. Có nhiều người thì nghĩ về thời gian để tiếc nuối về quá khứ. Một quá khứ có thể là rất hạnh phúc, hoặc là một quá khứ rất thương đau, nhưng quá khứ đã trở thành xa vời, không trở lại nữa. Có người nghĩ về thời gian chỉ ngồi mà mê về tương lai, với biết bao nhiêu dự tính tốt đẹp mà không biết có đạt được không. Nhưng họ quên một điều, thời gian Chúa ban cho là thời gian trong hiện tại. Chúng ta không biết sử dụng hiện tại để nhận ra niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống con người. Chúng ta không nhận ra cái thời gian của hiện tại là một món quà mà nếu chúng ta không tiếp thu nó thì nó sẽ trở thành quá khứ trong một giây lát. Vì thế người biết sử dụng thời gian là người sống hiện tại. Người sống hiện tại là tìm thấy niềm vui và những hạnh phúc nho nhỏ mà mình đang có. Là người cha, người mẹ trong gia đình, chúng ta hãy nhận ra những giây phút quý báu là giây phút sum họp gia đình xung quanh bàn cơm, mọi người cùng chia sẻ với nhau những điều mình thấy trong ngày. Là những người sống trong xã hội, chúng ta tận dụng thời gian để biết mình phải làm gì để thời gian không trôi đi vô ích. Có những người để dành thời gian quá nhiều, thời gian trôi đi quá nhiều trong sự nhàn rỗi, trong sự ngồi lê mách lẻo, trong những công việc vô ích, trong việc tiệc tùng ăn uống rượu chè cờ bạc. Có những người mà sống trong cuộc đời mà một ngày không làm được điều gì tốt cho bản thân. Có những người để thời gian trôi đi, Chúa ban cho họ 8-90 năm sống trên cuộc đời, nhưng mà tự họ lại thu ngắn cuộc đời lại bởi vì họ say rượu, họ nghiện ma túy, cho nên họ chỉ được sống được có 3-40 năm thôi. Có những người Chúa ban cho họ sống có thể 8-90 năm trong cuộc đời này, nhưng mà họ đã tự đánh mất chính cuộc đời. Chúng ta thấy những người mà không may bị kết án tù 20 năm, 30 năm thì họ mất cái gì? Họ mất hết tất cả. Và cái điều quan trọng nhất là họ mất thời gian. Bởi vì người ta có 20 năm để làm bao nhiêu việc, để đi rất nhiều nơi, để chiêm ngắm vẻ huy hoàng của vũ trụ, để kết nối sự thân tình giữa con người với nhau, để mà phục vụ người khác. Nhưng mà 20 năm ấy ngồi trong tù, thời gian của họ như bị dừng lại, cuộc sống của họ bị dừng lại suốt 20 năm. Như thế họ mất mát lớn nhất là mất mát thời gian. Cái sự mất mát ấy cũng tương đương như mất mát sự sống. Chúa ban cho họ 80 tuổi, Chúa ban cho họ 70 tuổi, nhưng mà họ mất đi 20 năm là 1/4 của cuộc đời. 1/4 cuộc đời ấy vô nghĩa. 1/4 cuộc đời ấy thời gian trở thành trống rỗng. Đối với chúng ta là những người công giáo, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi giờ, mỗi phút chúng ta có thể tận dụng để cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Và khi chúng ta sống như thế thì lúc nào chúng ta cũng được an ủi. Kể cả những lúc chúng ta gặp gian nan khốn khó, chúng ta được an ủi bởi vì Chúa đang hiện diện với mình. Mà Chúa đang hiện diện với mình thì mình phải làm gì? Mình cảm thấy niềm vui. Chúa đang hiện diện với mình thì mình phải làm sao để thực hiện ý Chúa? Bởi vì những điều khuất tất
những điều suy nghĩ không tốt, những hành động không tốt, tất cả những điều ấy đều phơi bày trước mặt Chúa. Chúng ta có thể giấu được người khác, có thể giấu được những người xung quanh, vợ làm điều gì khuất tất có thể giấu được người chồng, nhưng mà không giấu được Thiên Chúa. Mà chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa như thế, chúng ta sẽ cố gắng để làm việc lành, cố gắng để sống thiện hảo, cố gắng để chúng ta tuân giữ luật của Chúa, chúng ta năng cầu nguyện để nói những lời yêu mến đối với Chúa, những lời tâm tư tình cảm, và lắng nghe trong thinh lặng để Chúa soi sáng cho chúng ta biết những việc phải làm. Nếu chúng ta là những người biết trân quý thời gian hiện tại thì gặp gỡ nhau ai chúng ta cũng thấy thân thiện dễ thương. Bởi vì có một tác giả kia nói rằng buổi sáng sớm ra đường gặp một người không quen, nhưng nếu người ấy gật đầu chào chúng ta không nên tiếc mà đưa một cái vẫy tay chào lại, bởi vì biết đâu đó là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là lần gặp gỡ cuối cùng giữa ta với người ấy. Con người gặp gỡ nhau như dòng nước trôi trong dòng sông, luôn luôn dòng nước chảy đi, không bao giờ dừng lại. Chính vì thế mà con người gặp gỡ nhau nên bày tỏ sự thân thiện, bởi vì có thể đó là lần gặp gỡ đầu tiên trong đời và cũng là lần cuối cùng ta không có cơ hội để gặp lại người ấy nữa. Huống chi đối với chúng ta là những người cùng tin Chúa, mỗi Chúa Nhật chúng ta đi lễ với nhau, chúng ta gặp gỡ nhau trong tình thân thiện, chúng ta chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Chúng ta hãy tạo mối thân thiện ấy được xây dựng trên nền tảng đức tin và xây dựng trên lòng cậy trông vào Thiên Chúa, tin rằng Ngài là nguyên lý của mọi điều tốt lành. Ngài là Cha yêu thương, Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày đầu năm này, chúng ta hãy suy nghĩ về quà tặng thời gian mà Chúa ban cho. Luôn luôn thấy rằng thời gian Chúa ban là quý giá lắm, đừng ai để lỡ thời gian. Lấy thời gian để mà tạo mối thân thiện, lấy thời gian để mà cầu nguyện, lấy dùng thời gian để mà ý thức mình đang sống trước mặt Chúa, lấy thời gian để mà sống tốt lành, đừng nói xấu nhau, đừng phê phán nhau, đừng chia rẽ nhau, đừng hận thù nhau, bởi vì cuộc đời này mỏng manh lắm, hôm nay còn mà mai mất, như đóa hoa sớm nở chiều tàn, như đám mây mênh mang buổi sáng, hết tụ lại tan, rồi khi mặt trời lên chẳng nhìn thấy đâu nữa. Chính vì thế món quà thời gian mà Chúa ban cho chúng ta là món quà vô giá cũng như sự sống Chúa ban cho chúng ta vậy. Mỗi người khi chiều về, khi đêm xuống, hãy xét mình xem ngày hôm nay có làm được một việc gì tốt không? Ngày hôm nay có làm cho người khác vui không? Ngày hôm nay chúng ta có tạo sự thân thiện không? Hay là ngày hôm nay, ngược lại, chúng ta đã làm những điều không tốt đối với những người xung quanh? Thời gian trôi đi như dòng nước trôi, như một nhà triết gia Hy Lạp đã nói, con người không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông. Con người không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông. Buổi sáng tôi xuống tôi tắm ở dòng sông, nhưng một tiếng đồng hồ sau tôi lại tắm dòng sông ấy, nhưng không còn phải là dòng sông ấy nữa rồi, bởi vì nước mà tôi tắm buổi trước nó đã trôi đi và nó trở thành quá khứ. Chúng ta vừa đón giao thừa xong mà bây giờ giao thừa đã trở thành quá khứ. Chỉ hơn một chục tiếng đồng hồ nữa, ngày mùng 1 Tết Dương Lịch cũng sẽ lôi vào quá khứ, và Chúa mời gọi chúng ta hãy sống hiện tại trong vui mừng, trong yêu thương, trong tin cậy mến và trong sự thân thiện đối với anh chị em. Ngày hôm nay cũng là ngày chúng ta hợp ý với giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta nếu biết tận dụng thời gian là chúng ta là những người đang kiến tạo hòa bình. Đức Thánh Cha trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay có nói rất nhiều đến cái tình trạng xã hội con người dửng dưng với nhau. Con người dửng dưng với nhau và vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Đó là nguyên nhân của chiến tranh, đó là nguyên nhân của những xáo trộn trong cuộc sống, đó cũng là những nguyên nhân của những bất hòa trong gia đình. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cổ võ tình liên đới và con người cần có trách nhiệm với nhau. Con người có trách nhiệm với nhau để cùng xây dựng một thế giới hòa bình, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đối với chúng ta, nói thế giới là một phạm trù xem ra xa vời, nhưng nói đến gia đình, cộng đoàn thì chúng ta cảm thấy gần gũi hơn. Chúng ta hãy đến với Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta tôn vinh mẹ là nữ vương hòa bình. Hơn bao giờ hết, thế giới rất cần đến hòa bình.
Thiên Chúa, Đức Giêsu là Hoàng tử bình an, Đức Mẹ là Nữ Vương hòa bình. Chúng ta nài xin Chúa cho thế giới được bình an. Xin Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta để một năm vừa khởi đầu, năm 2016, suốt năm nay 365 ngày chúng ta được hưởng hòa bình. Hòa bình trước hết là trong tâm hồn, hòa bình trong gia đình, hòa bình nơi mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và chính chúng ta cũng là những sứ giả của hòa bình, đem hòa bình vào cuộc đời, vì chúng ta là những người đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu và được mời gọi thực thi giáo huấn của Người. Giáo huấn của Chúa là giáo huấn thân thiện, là kiến tạo sự bình an như lời chúc phúc của Chúa, phúc cho những ai xây dựng hòa bình, bởi vì họ sẽ là con Thiên Chúa. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một đoạn tin mừng rất quen thuộc đối với chúng ta, vì chúng ta đã được nghe rất nhiều lần. Nội dung của đoạn tin mừng này thuật lại cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel và trinh nữ Maria thành Nazareth. Đây là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu trong lịch sử, một cuộc gặp gỡ giữa trời và đất, một cuộc gặp gỡ làm thay đổi vận mệnh con người và làm xoay chuyển lịch sử, một cuộc gặp gỡ đã để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ đã làm cho phẩm giá con người được thăng hoa, một cuộc gặp gỡ đã làm cho đất với trời nên một. Vì thế mà thi sĩ Hàn Mặc Từ, một thi sĩ Công giáo, khi muốn diễn tả cuộc gặp gỡ giữa trinh nữ Maria với sứ thần Gabriel, thi sĩ đã viết như sau: Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người đến truyền tin cho trinh nữ, người có nghe xôn xao ngàn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời. Ngàn tinh tú ở trên trời cao và đất thấp đều xôn xao, náo động trước một biến cố vĩ đại, trước một sự kiện kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho con người và làm cho lịch sử qua trung gian một người phụ nữ, đó là trinh nữ Maria. Kính thưa cộng đoàn, khi đọc đoạn tin mừng này, chúng ta thấy có những điều xem ra có vẻ nghịch lý với suy luận của con người. Có ba điều mà chúng ta thấy đó là những điều kỳ diệu mà xem ra nghịch lý theo suy luận của chúng ta. Điều kỳ diệu thứ nhất đó là Thiên Chúa ở trên cao mà lại hạ mình cung kính chào con người. Sứ thần Gabriel là đại diện của Chúa, là người được Chúa sai đi. Như thế người được sai đi thì đại diện cho chính người sai, và cũng như thể là chính người sai, chính người cử người ấy đi. Vì vậy sứ thần đại diện cho Thiên Chúa mà lại cung kính để chào một con người trần thế, một tạo vật. Sứ thần đã đến và nói với Đức Mẹ: mừng vui lên hỡi bà đầy ân sủng. Sứ thần đã nói với Đức Mẹ: kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Thiên Chúa ở trên cao chào kính con người, đó là sự khiêm hạ của Thiên Chúa thể hiện trong mầu nhiệm truyền tin. Và sự khiêm hạ của Thiên Chúa còn được thực hiện trong suốt bề dày của lịch sử. Điều kỳ diệu thứ hai mà xem ra cũng có vẻ nghịch lý đó là Thiên Chúa quyền năng mà lại mời gọi con người cộng tác với mình. Thiên Chúa quyền năng Ngài từ hư vô, từ hỗn mang đã dựng nên trời đất, vũ trụ, cỏ cây, muôn loài, muôn thú và con người. Vậy mà Thiên Chúa lại mời gọi một con người, một phụ nữ để cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ. Dường như Thiên Chúa muốn cho con người cộng tác với Chúa, dường như Thiên Chúa muốn hạ mình để tỏ ra mình cần con người. Đó là một điều nghịch lý, con người được mời gọi để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Một điều kỳ diệu thứ ba mà chúng ta thấy qua nội dung của bài tin mừng truyền tin hôm nay,
đó là Thiên Chúa cao cả mà lại mặc lấy thân phận con người. Vì thế mà chúng ta đọc trong kinh truyền tin, chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người. Vừa khi Đức Maria thưa lời xin vâng, thì con Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong cung lòng Đức Mẹ và ở với chúng ta. Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, là ngôi hai Thiên Chúa, là đấng đồng bản tính với Chúa Cha. Vì vậy, Thiên Chúa không phải là một đấng ngự ở trên cao xanh vời vời, nhưng mà Thiên Chúa đã làm người để ở với chúng ta, một điều kỳ diệu và đồng thời con người không thể suy luận nổi, coi như đó là một nghịch lý. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa hạ mình xuống để chào kính con người. Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác với Chúa. Thiên Chúa đã làm người để ở với chúng ta. Đó là những điều căn bản trong đức tin Công giáo của chúng ta. Và điều ấy không phải chỉ xảy đến với một người phụ nữ ở thành Nazareth cách đây hơn 2.000 năm, mà điều ấy vẫn đang xảy ra với chúng ta mỗi ngày. Điều ấy vẫn đang xảy ra trong giáo hội. Bởi vì Thiên Chúa hạ mình làm người để ở với chúng ta, Thiên Chúa vẫn diễn tả sự khiêm hạ của người. Mặc dù là đấng quyền năng, mặc dù là đấng sáng tạo, mặc dù là chủ muôn loài muôn vật, mà Thiên Chúa vẫn dạy cho chúng ta một bài học khiêm nhường qua mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu. Con Thiên Chúa làm người không phải để đạt được vinh quang theo quan niệm trần thế. Con Thiên Chúa làm người để chịu chết trên cây thập giá như một bài học khiêm nhường cho chúng ta. Và ngày hôm nay, chúng ta mặc dù là ở thành phố hay ở nông thôn, mặc dù là già hay trẻ, nam hay nữ, là những người giàu hay nghèo, chúng ta vẫn đang được mời gọi cộng tác với Chúa để đem ơn cứu độ trước hết cho bản thân mình và sau đó là đem ơn cứu độ cho trần gian. Mỗi người tín hữu được mời gọi tham gia vào sứ vụ truyền giáo, loan báo tin mừng của Đức Giêsu cho con người của thời đại mình, cho gia đình mình, cho xứ sở của mình, cho môi trường sống cụ thể của mình. Như trinh nữ Maria cách đây hơn 2.000 năm, Thiên Chúa cũng đang mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa để làm cho ơn cứu độ lan rộng khắp thế giới này. Và điều kỳ diệu xảy ra năm xưa trong giờ phút truyền tin, khi Đức Mẹ nói lời xin vâng, chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người, thì cũng vẫn đang luôn luôn hiện tại xảy đến với chúng ta trong cuộc đời. Bởi vì Đức Giêsu đang ở giữa chúng ta, Đức Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta, Ngài đồng hóa với mỗi người anh chị em chúng ta, đặc biệt là Ngài đồng hóa với những người đau khổ, với những người cơ nhỡ, với những người vận nàn, với những người đang cần sự giúp đỡ. Vì thế mà nếu chúng ta giúp đỡ anh chị em mình, nếu chúng ta chia sẻ cảm thông nâng đỡ anh chị em mình, là chúng ta nâng đỡ Chúa, cảm thông với Chúa và chia sẻ với Chúa. Vì thế bài tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta trong cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel với Đức Trinh Nữ Maria, những gì xảy ra trong giờ phút linh thiêng của lịch sử ấy vẫn tiếp tục đang tái diễn trong cuộc đời, đang hiện diện trong cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hết thảy chúng ta được mời gọi tham gia vào sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Trong tuần vừa qua, Đức cha Matthew của giáo phận Quy Nhơn đã chia sẻ với các cha trong tuần tĩnh tâm một đề tài rất là quan trọng, rất là thiết thực, và một đề tài dựa trên giáo huấn của Phúc Âm và giáo huấn của Đức Thánh cha Francisco. Đề tài chia sẻ của Đức giám mục Quy Nhơn đối với anh em linh mục của chúng ta đó là: linh mục truyền giáo trong một hội thánh đi ra. Nói chữ đi ra thì phải hiểu cả toàn bộ giáo huấn của Đức Thánh Cha trong tông huấn niềm vui tin mừng. Đã đến thời mà chúng ta không thể ngồi chờ người ta đến với mình, nhưng mà chúng ta phải đi ra để đến với họ. Đi ra là phải mở cửa, đi ra nhiều khi phải đi ra chính con người của mình. Bởi vì theo khuynh hướng tự nhiên, ai cũng muốn sự tiện nghi, muốn sự dễ chịu, muốn những sự thoải mái, muốn đầy đủ mọi sự.
Vì thế mà đi ra để truyền giáo trước hết và đi ra chính mình và đi đến với mọi người, đi đến với các tín hữu, đi đến với người nghèo, đi đến với người lương dân, đi đến với những người chính quyền và đi đến với những người không cùng tôn giáo với mình. Tuy vậy, trong giáo huấn của Đức Thánh Cha ở Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng không phải chỉ nhắm đến các linh mục mà thôi, mà điều này là lời mời gọi của Đức Thánh Cha đến với tất cả mọi người chúng ta, là những ai đã được lĩnh nhận bí tích rửa tội. Bởi lẽ tham gia vào sứ vụ truyền giáo là một trách nhiệm và là một vinh dự mà bí tích rửa tội đem lại cho chúng ta. Mỗi chúng ta đều đã lĩnh nhận bí tích rửa tội, đã được thanh tẩy bởi nước và Thánh Thần. Vì thế chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Mỗi người, quý vị, quý ông bà và anh chị em, những người già, những người trẻ, những người ở thành phố, người ở nông thôn, những người thường xuyên chỉ nội trợ trong gia đình cũng đều được mời gọi tham gia vào sứ vụ này trong khả năng của mình mà Chúa ban cho mình. Như thế, một giáo hội truyền giáo là một thân thể sống động, một giáo hội truyền giáo là một dân đang lữ hành, đang bước đi. Quý ông bà và anh chị em lắng nghe lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, mỗi người chúng ta cần phải thoát ra khỏi cái quan niệm cổ xưa về cách giữ đạo, về cách truyền giáo. Quan niệm cổ xưa về cách giữ đạo có nghĩa là khép kín trong một làng, một xóm, làng nào mà toàn tòng thì họ tự hào lắm, tự hào bởi vì làng ấy là toàn tòng, xứ ấy là toàn tòng, nhưng mà không bao giờ có một hoạt động gì mở ra với thế giới xung quanh, giống như là một thành quách, một lô cốt để khép kín trước một xã hội đông đúc ồn nào. Vì thế ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi Quan Thầy Giáo Phận hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được mời gọi nhớ lại mầu nhiệm truyền tin mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử. Mỗi khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta đọc kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Mỗi khi đọc kinh Mân Côi là chúng ta nhắc lại lời sứ thần để chào kính Đức Mẹ. Mỗi khi đọc kinh Mân Côi là chúng ta suy ngẫm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Cứu Thế, có các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng, làm thành 20 mầu nhiệm Mân Côi. Mỗi khi đọc kinh Mân Côi là chúng ta suy ngẫm cuộc đời Chúa Cứu Thế và chúng ta sống tâm tình của Đức Mẹ. Mỗi khi đọc kinh Mân Côi là chúng ta được mời gọi tham gia vào sứ vụ truyền giáo và xây dựng đời sống đức tin nơi giáo xứ của mình sống động, ấm cúng và phát triển, để nhờ đó chúng ta làm thành một gia đình Hải Phòng, một gia đình có đầy ơn Chúa, một gia đình mà ai cũng thao thức sống noi gương Đức Mẹ, ai cũng yêu mến Đức Mẹ và ai cũng nghĩ rằng mình đang được trao phó một sứ mạng để đem tin mừng của Đức Giêsu cho anh chị em mình. Hôm nay là ngày lễ Quan Thầy của giáo phận, cũng là ngày chúng ta quy tụ gia đình. Đã là một thành viên trong gia đình, kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng muốn cho gia đình này phát triển. Không có ai là thành viên của một gia đình mà lại không cộng tác phần mình để làm cho hạnh phúc gia đình ấy được triển nở và làm cho gia đình ấy sớm chiều vang lên lời kinh, tiếng hát và tiếng cười vui mừng hân hoan. Trong nhà thờ hôm nay có giám mục, có linh mục, có tu sĩ, có ban hành giáo, có giáo dân, có các hội đoàn. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra cái sứ mạng của mình cần phải thực hiện trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa cho chúng ta lo củng cố đời sống đức tin cá nhân và giúp cho anh chị em khác nhận ra giáo huấn của Chúa, nhận ra giáo huấn của giáo hội. Xin Chúa giúp cho chúng ta hàn gắn những rạn nứt trong mối tương quan gia đình, cộng đoàn, xứ sở và mối tương quan của các môi trường cuộc sống. Ngày lễ Quan Thầy hôm nay cũng là dịp để chúng ta nhớ về các bậc tiền nhân. Có biết bao nhiêu đức giám mục, có biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ, có biết bao nhiêu người giáo dân đã chịu đau khổ về giáo hội trong những năm tháng khó khăn, phải tù đầy, phải gian nan, phải chết trong tù hoặc là bị kỳ thị, bị gây khó dễ trong cuộc sống xã hội. Chúng ta cầu nguyện cho các đấng, các bậc, cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta, nhưng chúng ta tin rằng họ đang hiệp thông với chúng ta trong giờ phút linh thiêng này. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, đó là lời sứ thần chào kính Đức Mẹ.
Chúng ta trong tháng Minh Côi này hãy siêng năng lần hạt Minh Côi, hãy lặp lại lời chào ấy với tâm hồn, với trái tim, với đức tin, đức cậy, đức mến và với thao thức nên giống Đức Mẹ, sẵn sàng đáp lại lời Chúa để vào cuộc đời này đi đến với mọi người như Đức Mẹ sau khi truyền tin đã đi đến với bà Elizabeth để loan báo tin mừng cho bà. Mỗi người chúng ta xin Chúa ban cho được lòng nhiệt thành truyền giáo, yêu mến giáo hội và cùng nhau xây dựng gia đình giáo phận Hải Phòng thân yêu này. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi tháng 10 về thì chúng ta lại nói đến chàng hạt Minh Côi. Chúng ta thấy cố chàng hạt rất là thân thiết với mọi người. Đương nhiên đối với cuộc sống của người tín hữu thì quanh năm suốt tháng, những người yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ thì vẫn siêng năng lần hạt. Nhưng mà tháng 10 này là tháng đặc biệt để chúng ta nói lên tấm lòng yêu mến của chúng ta đối với Đức Trinh Nữ Maria. Cách đây mấy tháng, tôi có dịp nói chuyện với một vị tu sĩ Phật giáo, là một vị có vị thế quan trọng trong Thành hội Phật giáo Hải Phòng. Tôi thấy khi nói chuyện thì vị ấy cầm cỗ chàng hạt. Tôi mới hỏi là bạch thầy, chàng hạt của bên thầy có bao nhiêu hạt? Sư thầy nói là chàng hạt bên Phật giáo chúng tôi có 108 hạt. Và tôi hỏi rằng, thế thì 108 hạt này nó có ý nghĩa như thế nào? Thì sư thầy nói là 108 hạt này nó tương ứng với 108 cái nỗi phiền não của con người. Và tôi hỏi là thế thì các cái nỗi phiền não ấy có liệt kê được hết tên của nó, những cái nỗi phiền não là gì không? Thì thầy ấy nói rằng thì là có chứ, trong cái danh sách có hết cái nỗi phiền não của con người mà người ta chỉ mặt đặt tên nó là 108 nỗi phiền não. Tôi không biết là 108 này thì có tương ứng gì với lại 100 vị ở trong cái chuyện thủy hử không, nhưng mà chắc chắn có lẽ không có tương quan. Tôi không hiểu rõ lắm về mục đích lần hạt của anh em Phật giáo như thế nào. Nhưng tôi chỉ biết là khi lần hạt và người ta niệm Phật thì người ta tập trung tư tưởng, làm chủ bản thân, kiềm chế những đam mê và diệt khỏi các cái phiền não, tức là 108 nỗi phiền não. Vậy chàng hạt của chúng ta thì mục đích như thế nào? Thưa quý ông bà và anh chị em, cỗ chàng hạt rất có ý nghĩa đối với cuộc sống của người có đạo. Trước hết tôi nói cái hình ảnh cỗ chàng hạt vô cùng thân thiết với người Công giáo chúng ta. Những bức tranh diễn tả những người phụ nữ Bắc Kỳ ngày xưa vào những thập niên 20-30 của thế kỷ trước là như thế nào? Là những người đàn bà mặc quần lĩnh, áo tứ thân, đầu chít khăn mỏ quạ, và trên đường đi chợ, ở trên đầu có cái thúng, có thằng bé con ngồi trong cái thúng, một tay giữ cái thúng và một tay lần hạt. Tuyệt vời. Cái thúng ở trên đầu này mà cho cái cháu bé ngồi nó, xong rồi một tay giữ cái thúng và bước đi trên đường đi chợ và một tay lần hạt. Chính mắt tôi cũng được thấy, bởi vì ngày xưa tôi ở miền quê, tôi cũng được thấy các ông các bà giã gạo, không có máy sát như bây giờ. Và giã gạo thì giã từng chày một, và người ta cũng không đếm xem bao nhiêu chày, mà thời bấy giờ cũng chẳng có đồng hồ mà đếm xem, mà nghĩ xem là giã gạo bao nhiêu phút thì gạo trắng. Nhưng mà người ta lần hạt để người ta tính là cứ hai cái chàng hạt 50 này là gạo trắng. Lạ lùng như vậy. Rồi trên đường đi nữa, người ta cũng lần hạt, bất kỳ đi đâu cũng lần hạt. Cho nên chàng hạt đã rất đỗi thân thiết với người có đạo. Mà bây giờ thời đại hiện đại này, có khi chúng ta coi đó là một thứ lòng đạo đức bình dân của những người già, những ông bà già ở miền quê chăng? Vì thế mà mỗi khi tháng Minh Côi về, tôi kêu gọi công các bà và cả các bạn trẻ nữa, chúng ta đừng coi thường chàng hạt Minh Côi. Bởi vì chàng hạt Minh Côi, như Thánh Teresa nói và tôi vừa trích dẫn trong thư mục vụ, giống như một sợi xích dài, mà đầu này thì chúng ta cầm đầu xích bên này, và đầu xích bên kia thì chính Đức Mẹ cầm. Và cái sự xích ấy, cái dây chuỗi ấy, nó nối liền chúng ta từ đất lên đến trời. Tôi nói về ý nghĩa của chàng hạt, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chàng hạt vừa giúp cho chúng ta tập trung tư tưởng, và mỗi hạt này
được so sánh như một bông hoa hồng dâng kính Đức Mẹ vậy. Bởi vì khi mà tay chúng ta lần hạt thì miệng chúng ta đọc Ave Maria. Khi chúng ta đọc kính mừng Maria đầy ơn phúc chính là lời chào của sứ thần Gabriel. Vì thế mà nếu mà việc lần hạt của anh em Phật giáo để giúp cho diệt khỏi cái nỗi phiền não của con người, thì tràng hạt của chúng ta mỗi một hạt này là một bông hoa hồng dâng lên kính Đức Mẹ, chúng ta thấy tuyệt vời. Và thứ hai nữa, tràng hạt mân côi diễn tả từng bước đường đời của chúng ta. Tràng hạt mân côi diễn tả từng bước đường đời của chúng ta có những chặng đường khác nhau trong cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Bởi vì chúng ta được chiêm ngắm chính cuộc đời của Chúa Giêsu qua 20 mầu nhiệm. 20 mầu nhiệm ấy là vui, sáng, thương, mừng. 20 mầu nhiệm ấy diễn tả trọn vẹn cuộc đời của Chúa. Từ khi sinh ra ở hang đá Bethlehem, từ khi sứ thần truyền tin Thiên Chúa nhập thể, Đức Giêsu sinh ra ở hang đá Bethlehem cho đến khi người chịu nạn, chịu chết, sống lại và lên trời vinh quang. Vì thế mà tràng hạt diễn tả cuộc đời của Chúa cứu thế, và nếu chúng ta sốt sáng lần hạt, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng nhìn thấy chính cuộc đời mình trong cái cuộc đời của Chúa. Bởi vì có ai trong chúng ta mà không có những lúc sinh ra làm người rồi bập bẹ bước đi chập chững vào đời? Ai trong chúng ta mà không trải qua thời thơ ấu? Ai trong chúng ta mà không trải qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời, gian nan thử thách? Ai trong chúng ta mà không cảm nếm những nỗi cay đắng và những niềm vui ngọt ngào của thân phận con người? Chính vì thế mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời mình qua cuộc đời của Chúa Giêsu để chúng ta suy gẫm về cuộc đời mình. Chúng ta xin Chúa nâng đỡ chúng ta và tìm ra ý nghĩa cuộc đời ngay trong chính cuộc đời của Chúa. Và chính chúng ta cũng tìm thấy nghị lực, bởi lẽ Chúa Giêsu đã nói ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu vác cây thập giá, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có nghị lực để chúng ta vượt lên những khó khăn, ngáng trở của đời thường. Như thế, chặng đường của con người sống ở thế gian cũng chính là chặng đường Chúa đã đi. Cuộc sống của chúng ta có thể là 100 năm, có thể là 70-80 năm, có thể là hơn 100 năm, và đó cũng là những chặng đường mà có Chúa đi cùng với chúng ta. Và hơn nữa, trên chặng đường ấy, chúng ta còn có Đức Mẹ luôn luôn ở với chúng ta, cũng như Đức Mẹ đã theo sát mọi bước đường của cuộc đời Chúa cứu thế, thì ngày hôm nay Đức Mẹ cũng đang đi cùng với chúng ta trên mọi nẻo đường trần gian. Chính vì thế mà chúng ta gọi cỗ tràng hạt này là kinh mân côi, là diễn tả mỗi chặng đường đời của con người trải qua các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng, trải qua các biến cố đau khổ, hân hoan, nước mắt, nụ cười, chúng ta luôn luôn có Chúa nâng đỡ. Chính vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, tháng mân côi đã về đối với chúng ta rất là thân thiết, năm nào cũng thế. Tôi kêu gọi công các bà và anh chị em, kêu gọi các bạn trẻ mỗi ngày đọc để dâng kính Đức Mẹ ít nhất là một kinh kính mừng. Nếu chúng ta có thể lần hạt được một chục kinh, tức là một mầu nhiệm, thì thật là tuyệt vời. Bởi lẽ mỗi ngày chúng ta suy gẫm một hình ảnh của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm thăm viếng, tức là Đức Mẹ lên đường đi thăm bà Thánh Isave. Chúng ta suy nghĩ về đức mắc ái của Đức Mẹ. Ngày mai chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm thứ ba, mùa vui Chúa Giêsu sinh ra trong hang đá khó khăn và Chúa nhập thể làm người để chia sẻ thân phận với con người. Và ngày hôm sau nữa chúng ta suy gẫm Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Chúng ta nghĩ đến sự tuân phục của Đức Mẹ, tuân giữ lề luật của Chúa để nhắc bảo chúng ta có tuân giữ lề luật của Chúa và lề luật của giáo hội trong đời sống của người Kitô hữu không? Nói tóm lại, mỗi một mầu nhiệm chúng ta thấy hình ảnh của mình, chúng ta thấy ơn kêu gọi của mình và chúng ta thấy cái bổn phận của mình trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em. Bài tin mừng hôm nay đã diễn tả lời chào của Đức Mẹ kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Mẹ ban đầu cũng cảm thấy bối rối bởi vì Đức Mẹ đã khấn giữ mình trọn đời trinh khiết.
Chính thiên thần đã trấn an Đức Mẹ Maria đừng sợ, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ phủ bóng trên bà và người con bà sinh ra sẽ là đấng cứu thế. Tâm tình của Đức Maria là một tâm tình thật tuyệt đẹp, bởi vì Đức Mẹ đã thưa lời xin vâng. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Vâng, mỗi chúng ta đều là tôi tớ của Chúa. Nếu nhận ra được điều ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình bình an và thư thái. Bởi vì nếu chúng ta là tôi tớ của Chúa thì Thiên Chúa luôn luôn mong muốn những điều tốt lành cho chúng ta, và chúng ta hãy tuân phục những điều mà Chúa mong muốn. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã bước vào tháng Mân Côi. Những ngày còn lại là những ngày để chúng ta thể hiện tấm lòng yêu mến đối với Đức Mẹ. Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, đó chính là điều Đức Mẹ đã khuyên nhủ khi Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn chiên ở Fatima năm 1917. Hãy siêng năng lần hạt, và Đức Mẹ hứa có ba mệnh lệnh Fatima: một là hãy siêng năng lần hạt, hai là hãy cải thiện đời sống, ba là hãy tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Đức Mẹ hứa cho thế giới được hòa bình, và những ai làm những điều ấy, có thể thế giới vẫn đang còn chiến tranh, nhưng chắc chắn tâm hồn của chúng ta sẽ được hòa bình. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong sách toàn niên kinh nguyện của giáo phận Hải Phòng cũng như của các giáo phận khác, chúng ta đọc thấy có kinh cầu Đức Bà, là lời cầu nguyện truyền thống của giáo hội đã có từ lâu đời. Tiếc rằng kinh ấy không được đọc thường xuyên nơi cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta ở đây đọc vào tháng 5 và tháng 10, nhưng mà trong số những người giáo dân của chúng ta đang hiện diện nơi đây, tôi nghĩ rằng những người thuộc kinh cầu Đức Bà thì rất là ít. Kinh cầu Đức Bà nêu lên 51 cái danh hiệu khác nhau để tuyên xưng Đức Mẹ quyền năng. Đức Mẹ là nữ vương, Đức Mẹ là đấng cầu bầu cho các tín hữu, Đức Mẹ là đấng yên ủi kẻ âu lo, Đức Mẹ là đấng bầu chữa cho kẻ có tội, vân vân. Vậy 51 cái tước hiệu ấy dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, và trong 51 cái tước hiệu này có một tước hiệu tôn vinh Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta nghe mà không có cái dịp nào để chúng ta hiểu thế nào là Hòm Bia Thiên Chúa, mà ý tưởng Hòm Bia Thiên Chúa được nêu rất là rõ trong các bài đọc, kể cả bài đọc sách thánh thứ nhất của Cựu Ước và bài Tin Mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe. Vậy Hòm Bia Thiên Chúa là cái gì? Chúng ta đi ngược thời gian để trở về với thời của Cựu Ước. Vào thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã ban lề luật cho ông Môi-se trên núi Sinai sau khi đi ra khỏi Ai Cập. Biến cố ra khỏi Ai Cập được các nhà nghiên cứu lịch sử ấn định vào khoảng thế kỷ thứ 14 trước công nguyên. Thế kỷ thứ 14 trước công nguyên, tức là trước khi Chúa Giê-xu ra đời khoảng 1.400 năm. Ông Môi-se đã lên núi Sinai và Thiên Chúa ban lề luật cho ông được khắc ghi qua hai bia đá. Lề luật giao ước Thiên Chúa cam kết với lại dân Do Thái là những người mà Chúa vừa mới đưa họ ra khỏi Ai Cập để thoát cảnh nô lệ và để đến đất hứa, đất Chúa đã hứa cho tổ tiên của họ. Vì thế mà hai bia đá ấy ghi khắc 10 điều răn của Chúa mà chúng ta vẫn đọc trong các ngày Chúa Nhật, 10 điều răn của Chúa. Nhưng mà 10 điều răn của Chúa mà chúng ta đọc là tóm gọn của lề luật giao ước ấy, nhưng mà khắc ghi hai bia đá. Và suốt trong hành trình của người Do Thái về đất hứa, đường đi dài lắm, hơn 40 năm. Vì thế mà Chúa hiện diện giữa dân người qua hai bia đá ấy, và người ta đóng thành một cái hòm rất là đẹp. Ở trong người ta để hai bia đá, cho nên gọi là Hòm Bia Thiên Chúa, có nghĩa là vậy. Cùng trong cái hòm bia này có hai thứ nữa. Một là cái cây gậy của ông Aaron, là anh ruột của ông Môi-se, là thủ lãnh dẫn do người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và khi mà Thiên Chúa hứa cho ông Môi-se nói về tương lai của dân tộc Do Thái, và ông Aaron là tư tế, cho nên Chúa đã nói cho Môi-se biết rằng để mà chứng minh lời ta nói là sự thật thì cái cây gậy của ông Aaron là anh của ngươi, mặc dù là cây gỗ khô nhưng mà sẽ nở hoa. Một cái vật thứ hai nữa có trong hòm bia ấy, đó là một cái đấu bằng gỗ để đựng manna, mà chúng ta biết là manna là lương thực từ trời Chúa cho dân Do Thái suốt 40 năm đi trong sa mạc không cấy cày, không trồng tỉa,
nhưng mà Chúa ban cho mỗi buổi sáng thì manna từ trời rơi xuống. Vì thế cho nên ở trong cái hòm bia ấy có ba thứ, không biết có mọi người đã nhớ tôi nói chưa? Một là có 10 điều răn của Chúa khắc vào bia đá, hai là có cây gậy của ông Aaron nở hoa, và ba là có một cái đấu đựng manna mà Chúa ban cho dân trong hành trình sa mạc. Cái hòm ấy gọi là hòm bia Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta xưng tụng Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa, bởi vì cái hòm bia này của Cựu Ước chứa đựng lời Chúa. 10 điều răn là lời của Chúa, và cây gậy của ông Aaron cũng là biểu tượng cho quyền năng của Chúa, và manna là thể hiện về tình thương của Chúa bao la mênh mông. Vì thế mà nếu Thiên Chúa không hiện diện một cách hữu hình như người ta nhìn thấy Chúa, thì Chúa hiện diện qua cái hòm bia ấy. Hòm bia là sự hiện diện của Thiên Chúa, cho nên mới gọi là hòm bia Thiên Chúa. Vậy thì tại sao chúng ta lại tôn vinh Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa cầu cho chúng con? Chúng ta nghe lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay, khi Chúa Giêsu giảng rất là có sức thuyết phục, nhiều người đến nghe Chúa lắm. Và có một người phụ nữ đứng lên ca ngợi Chúa và nói rằng thầy giảng thật là tuyệt vời. Và người phụ nữ thì cái tâm lý của người mẹ mang nặng đẻ đau, tâm lý của người mẹ luôn luôn buồn vì con mà cũng là hãnh diện vì con. Cho nên người mẹ ấy đã nói là phúc cho dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Bởi vì người con mà giỏi giang như thế thì người ta ca tụng người mẹ. Như ngôn ngữ Việt Nam nói rằng con cái thì làm nở mặt cha mẹ, tức là làm cho cha mẹ vui mừng tự hào. Vì thế cho nên Chúa giảng dạy như vậy thì có một người đứng lên khen, thầy giảng thật là tuyệt vời, và phúc cho dạ nào đã cưu mang thầy, phúc cho vú nào đã cho thầy bú, thì mới có được thầy khôn ngoan như thế, thì người mẹ đáng chúc phục. Người mẹ ấy là Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng mà Chúa Giêsu nói một câu mà chúng ta xem ra chưa hiểu được. Chúa nói rằng thì không, cái người nào mà lắng nghe lời Chúa thì còn có phúc hơn. Nhưng mà Chúa nói câu ấy bởi vì Đức Mẹ là người lắng nghe lời Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta đọc kính mừng Maria đầy ơn phúc, tức là Đức Mẹ đầy ơn phúc vì Đức Mẹ nghe lời Chúa còn lớn lao hơn là Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu. Mà một điều tuyệt vời nữa, nếu mà chúng ta học giáo lý chúng ta sẽ thấy tuyệt vời hơn nữa là Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là chính là ngôi lời của Thiên Chúa, cho nên Đức Mẹ cưu mang lời Chúa. Đức Mẹ cưu mang lời của Thiên Chúa. Vì thế mà Đức Mẹ như cái hòm bia của Cựu Ước kìa. Không biết còn có bà và anh chị em có hiểu tôi cắt nghĩa thế không? Đức Mẹ cưu mang lời của Thiên Chúa, cho nên Đức Mẹ được so sánh giống như cái hòm bia của Cựu Ước. Mà trong hòm bia ấy thì có lời của Chúa khắc trên hai bia đá mà Chúa ban cho ông Môi-sen. Ông Môi-sen ban cho dân Do Thái. Cứ thế mà giữ 10 lời ấy được tóm gọn qua các lời ấy được tóm gọn qua kinh 10 điều răn mà chúng ta vẫn đọc. Vì thế mà hòm bia Thiên Chúa là vì trong cái hòm ấy có lời của Thiên Chúa. Đức Mẹ được gọi là hòm bia Thiên Chúa vì Đức Mẹ cưu mang ngôi lời nhập thể. Đức Mẹ nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Đức Mẹ luôn luôn suy niệm những lời ấy trong lòng. Như Thánh Luca nói với chúng ta, trong các biến cố cuộc đời Chúa Giêsu thì Đức Mẹ luôn luôn hiện diện, Đức Mẹ luôn luôn ghi nhớ và Đức Mẹ suy niệm những lời ấy trong lòng. Cho nên chúng ta gọi Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa có nghĩa là như thế. Hòm bia có cái gì thưa? Có hai bia đá ghi lời Chúa, có gậy của ông Aaron là anh ruột của ông Môi-sen nở hoa, và có một đấu đựng manna trong đó. Cho nên bài sách Thánh thứ nhất kể lại việc ông vua David rước hòm bia của Chúa về Jerusalem, về cung điện nhà vua. Ông David là vua dân Do Thái rước hòm bia của Chúa, hòm bia của Chúa về cung điện ở Jerusalem, và ngày đấy Đức Mẹ lên trời. So sánh y như các thiên thần rước Đức Mẹ về trời như thế nào, thì giống như ngày xưa vua David cung nghinh trọng thể hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem để tôn thờ và có các tư thế dâng lễ vật. Vì Jerusalem là trung tâm về chính trị, trung tâm về văn hóa, trung tâm về tôn giáo. Cho nên khi ông có cung điện rồi thì ông rước hòm bia Thiên Chúa từ cái thời hoang sơ còn là lều để đưa về Jerusalem cung nghinh long trọng với cái sự tôn kính hết sức. Vì thế mà ngày lễ Đức Mẹ lên trời, các thiên thần rước Đức Mẹ về trời y như là ông vua David rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là ngày lễ Đức mừng lễ Đức Mẹ lên trời, mỗi người chúng ta cũng đang là hòm bia của Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết đón nhận lời Chúa, chúng ta lưu giữ trong lòng và chúng ta suy niệm lời ấy. Không biết là có ai trong chúng ta nghĩ đến điều ấy không?
Khi chúng ta đọc lời Chúa, khi chúng ta nghe giáo lý, khi chúng ta đi lễ, chúng ta nghe giảng, chúng ta đọc nghe lời Chúa trong cái cuốn sách thánh này, chúng ta cũng bắt chước Đức Mẹ lưu lại lời Chúa và thực hiện lời Chúa trong lòng, thì phần nào đấy chúng ta cũng là hòm bia của Thiên Chúa để cho chúng ta suy tư tiếp tục lời Chúa. Xin Đức Mẹ soi sáng cho chúng ta. Amen.